Chương trình xin được tư vấn cho câu hỏi của khán giả Lê Gia Chiến, có số điện thoại 0947, 3 số cuối là 517, đến từ Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Khán giả có hỏi, ao nuôi 1 tấn tôm sú thì một ngày cho ăn bao nhiêu tỏi là hợp lý? Vâng, sau đây chuyên gia Bùi Quang Tề sẽ giải đáp cho khán giả. Xin mời chuyên gia. Đối với cái ao nuôi tôm mà để ăn tỏi để phòng các cái bệnh nhiễm khuẩn thì chúng ta không phải tính tấn, mà chúng tôi thường hay nói như thế này, tức là chúng ta có thể lấy tỏi tươi xay ra thì cứ 10 đến 15 gram tỏi tươi xay ra trộn với thức ăn và một ngày cho ăn một cữ, thế là được rồi, chứ không phải tính cái lượng. Thế là khán giả cho ăn 1 tấn tôm để ăn một ngày là bao nhiêu thì chúng ta biết, chúng ta có thể tính ra được và chia là mấy cữ, 3 đến 4 cữ thì chỉ cho ăn 1 cữ và cho ăn 3 ngày liên tục, tức là 10 đến 15 gram trộn với 1 kg thức ăn, nó ăn 3 5 ngày. Và đối với phòng trị cái bệnh nhiễm khuẩn cho cho tôm thì chúng ta lên cứ khoảng 15 ngày thì cho ta ăn một đợt, mỗi đợt 3 ngày liên tục. Chúc khán giả xử lý thành công. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn vừa rồi.